Năm học 2016-2017, quận Cầu Giấy có 655 học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, thành phố về các môn văn hóa, kỹ thuật, thể thao, âm nhạc, mỹ thuật, học sinh có hoàn cảnh vượt khó, học sinh tiêu biểu các trường. Kết quả học tập cuối cấp tiểu học với 100% học sinh đánh giá đạt về năng lực phẩm chất, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học. Chất lượng đại trà cấp trung học cơ sở được giữ vững, 99,8% học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trong đó xếp loại giỏi đạt 70,1%. Ngành giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy tiếp tục ghi dấu ấn về thành tích học sinh giỏi tại các kỳ thi quốc tế với 14 giải. Ở các cuộc thi quốc gia đạt 96 giải, thì thành phố đạt 352 giải, tăng 35 giải so với năm học trước. Không chỉ học giỏi, đạt kết quả cao trong học tập, ngành giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy còn tự hào bởi thành tích của các em học sinh trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thi vẽ tranh đạt 14 giải ở cấp quốc tế, quốc gia và thành phố, đạt 6 giải piano quốc tế, cờ vua Đông Nam Á đạt 9 huy chương, đạt 33 giải thể thao quốc gia và nhiều giải thưởng khác. Tiêu biểu phải kể đến em Nguyễn Hiểm Phương, lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, đạt huy chương bạc thi vật lý, toán, tiếng Việt trên Internet cấp quốc gia. Để đạt được thành tích ngày hôm nay thì ngoài nỗ lực bản thân của con thì còn có sự động viên của các thầy cô, cha mẹ và bên cạnh đó là bạn bè con cũng rất khuyến khích con trong việc lúc con đi thi ạ. Được nhận giải thưởng hôm nay thì con cảm thấy rất là tự hào, nhưng mà con không thể là tự thỏa mãn với bản thân được ạ. Con sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe và phát triển tư duy sáng tạo và cố gắng để hoàn thiện nhân cách tốt hơn, rèn luyện chăm chỉ hơn về bồi bổ kiến thức của mình để có được những thành tích cao hơn nữa. Hay em Cao Mỹ Duyên, lớp 5A1, trường tiểu học Lý Thái Tổ, 5 năm được khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, huy chương vàng quốc gia thi giải toán trên Internet bằng tiếng Việt, đạt quán quân Olympic tiếng Anh cấp thành phố. Về bản thân con thì con đã nỗ lực và có niềm đam mê và sự quyết tâm trong quá trình học tập của con. Bên cạnh đó còn có cả cô giáo và ba mẹ đã luôn đồng hành cùng con trên con đường học tập. Sau này con muốn trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ, tại vì con rất yêu những em bé và con có niềm đam mê với cả môn tiếng Anh. Để đạt được điều này thì con sẽ cố gắng học tiếng Anh thật là chăm hơn nữa. 20 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy đã không ngừng cố gắng phát huy nội lực để khẳng định những bước tiến vững chắc, quy mô giáo dục phát triển mạnh mẽ. Từ đầu năm thành lập, toàn quận có 28 trường, 14.000 học sinh, đến nay đã phát triển thành 88 trường, có 61% trường ngoài công lập với hơn 60.000 học sinh, tăng 60 trường, gần 45.000 học sinh so với năm 1997. Trong đó, có 35 trường đạt chuẩn quốc gia. Cũng trong 20 năm qua, toàn ngành có 125 học sinh giỏi quốc tế, 336 học sinh đạt giải quốc gia, 2.889 học sinh đạt giải cấp thành phố. 8 năm liên tiếp từ năm 2009 đến nay, quận luôn dẫn đầu thành phố về chất lượng học sinh lớp 9 thi vào các trường trung học phổ thông. Quận Cầu Giấy thì từ ngày thành lập đến nay thì rất quan tâm đến giáo dục. Thì về cơ sở vật chất thì hàng năm đầu tư khoảng từ 30-35-40% chi thường xuyên về kinh phí cho giáo dục. 20 năm qua thì quận đã đầu tư hơn 2.000 tỷ cho xây dựng, sửa chữa các trường mới. Riêng năm học 2016-2017 vừa qua thì có xây 4 trường mới, là trường Mầm Non Ánh Sao, trường Tiểu học An Hòa, trường Trung học Cơ sở Mai Dịch và sửa chữa lớn là trường Trung học Cơ sở Dịch Vọng. Các trường được nâng cấp với trang thiết bị hiện đại và đầu tư rất là bài bản, đồng bộ, kể cả cơ sở vật chất và trang thiết bị. Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất thì quận rất quan tâm đến đội ngũ giáo viên. Thì hàng năm với chính sách thu hút nhân tài thì quận đã thu hút từ 40 đến 50 sinh viên tốt nghiệp giỏi, thủ khoa xuất sắc ở các trường sư phạm trên địa bàn thành phố về công tác tại quận. Mà số lượng sinh viên giỏi, giáo viên giỏi này được phân bổ đều cho tất cả các trường trong quận. Vì vậy là trong những năm vừa qua thì tất cả các trường trong địa bàn quận hầu như trường nào cũng có giáo viên giỏi cấp thành phố, học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia và cấp quốc tế. Với sự đầu tư đó thì hiện nay ngoài cái sự đầu tư của quận thì nhân dân vào cuộc cũng rất là nhiều về cái việc đầu tư xã hội hóa trang thiết bị cho các con. Thì cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất và nhân sự thì quận rất quan tâm đến phát triển toàn diện
Ngoài cái đầu tư phát triển về giáo dục văn hóa thì đầu tư phát triển toàn diện liên quan đến thể chất và liên quan đến kỹ năng sống. Hiện nay thì quận đã đầu tư được 6 bể bơi trong trường học và có 5 cái khu vui chơi tiểu công viên trong các nhà trường. Ngoài cái giờ học văn hóa thì cái khu vui chơi này các cháu là một cái hoạt động trải nghiệm và sáng tạo rất là tốt. Vì vậy trong năm vừa rồi thì các cháu học sinh có nhiều cháu đạt giải cao. Với xu hướng phát triển như hiện nay, quận Cầu Giấy xác định cho mình là tiếp tục quan tâm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa các trường trên địa bàn quận, quan tâm đội ngũ, đầu tư phát triển toàn diện, đặc biệt quan tâm đến kỹ năng mềm cho các em học sinh để các em học sinh tự tin bước vào đời vững chắc.